Đang khui showbiz, Trường Giang không tị nạnh khi bị so sánh, tự nhận thua kém còn lâu mới bằng Trấn Thành, chẳng ngại dành những lời khen có cánh cho đồng nghiệp. Rồi cũng có người nói là Trường Giang không bằng Trấn Thành, em với Thành là luôn bị so sánh. Thành là một người rất là thông minh, em thì còn lâu mới bằng Trấn Thành. Trấn Thành và Trường Giang từ lâu luôn được đặt lên bàn cân so sánh vì cả hai có những điểm tương đồng trong sự nghiệp. Họ cùng xuất thân từ trường sân khấu, dù Giang dở việc học vẫn ghi dấu ấn với hài kịch, có lượng fan đông đảo, lấn sân sang vai trò MC và thành công v.v. Bởi những điểm trùng hợp như thế nên không ít lần cả hai từng phải nhận về những câu hỏi liên quan tới đối phương và có phản ứng khá trái ngược. Cụ thể trong một talk show, khi được đề cập đến sự so sánh ngầm giữa Trấn Thành và hai gương mặt đình đám là Thái Hòa và Trường Giang, nam MC bày tỏ quan điểm thẳng thắn rằng Thái Hòa và Trường Giang quả thật là hai cái tên bán vé. Tuy nhiên, nếu xét về cái gọi là đỉnh cao trong điện ảnh, với Trấn Thành, Thái Hòa mới thật sự là đỉnh cao, còn Trường Giang chỉ là một nhân vật được xem là đáng yêu thôi. Giang diễn rất đời và nhẹ nhàng nên được khán giả yêu mến. Nhiều fan hâm mộ của danh hài gốc Quảng đã phải lên tiếng thể hiện sự bức xúc cho rằng Trấn Thành đụng chạm đến thần tượng. Cộng đồng mạng còn cho rằng nam MC đặt mình ở vị trí quá cao so với đồng nghiệp. Sau sự việc, ông xã Ha Ji-won đã có trạng thái trên trang cá nhân để đính chính, khẳng định mình không nói đồng nghiệp tầm thường. Quan điểm của Trấn Thành là sự thẳng thắn vì cả hai là bạn. Cũng xuất hiện tại chương trình kể trên trong một số khác, khi được hỏi về những gì Trấn Thành nói về mình, Trường Giang cho biết Thành là người rất giỏi, biết mình nói gì và là nghệ sĩ cá tính nên những phát ngôn của Thành cũng bình thường. Theo em nghĩ bàn tay có ngón ngắn ngón dài, em chỉ biết làm nghệ thuật, lên sân khấu chỉ biết diễn hết mình thôi, chứ còn Thành nói em như thế nào cũng không có vấn đề gì hết, bởi vì em với Thành đều là những người trẻ thì cũng không chấp nhất gì mấy chuyện đó. Trong một sự kiện khác diễn ra hồi năm 2021, khi được báo chí so sánh mình với Trấn Thành, ông xã Nhã Phương thừa nhận nam diễn viên bố già là người tài năng ở nhiều mảng, riêng khoảng MC anh là số 1 không ai sánh được. Khi tham gia show Running Man, nam chính 49 ngày từng nói những lời có cánh và cho rằng mình chưa thể bằng đồng nghiệp. Cụ thể anh tâm sự rằng mỗi người một kiểu, Trấn Thành là sức mạnh lăn lộn, còn bản thân yếu, chọc các em chỗ này tí chỗ kia tí cho vui. Ông xã Ha Ji-won là một người rất thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh. Trường Giang cũng cho biết anh đã học hỏi được từ Trấn Thành rất nhiều, đặc biệt là khi đảm nhận vai trò MC. Ông xã Nhã Phương chia sẻ rằng bản thân nói tròn vành rõ chữ hơn, sự nhấn nhá và ánh mắt nhìn thẳng, đó là những gì mà anh học hỏi được từ Trấn Thành. Trường Giang là một trong số những đại gia ngầm của showbiz khi sở hữu hàng loạt những bất động sản, các xe nhiều chẳng đếm xuể. Tuy nhiên, anh không chi tiêu quá nhiều vào các món đồ hàng hiệu đắt tiền mà dùng những khoản đó tiếp tục đầu tư làm ăn. Bên cạnh đó, nam danh hài còn dùng số tiền này để mua nhà riêng, mua nhà tặng bố và con gái. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, tài khoản cá nhân của anh trai Trường Giang từng cập nhật những hình ảnh về căn biệt thự mà các anh em trai dành tặng cho bố của mình. Những hình ảnh về ngôi biệt thự mà anh em nam danh hài dành tặng cho phụ huynh làm nhiều người không khỏi bất ngờ về độ hoành tráng và xa hoa. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy căn biệt thự này có diện tích vô cùng lớn, rất nhiều phòng ốc, nhìn không khác gì một khách sạn 5 sao. Phần phía trong khuôn viên có cả bể bơi và khoảng sân để gia đình vui chơi và thư giãn cùng nhau. Anh em nam danh hài còn cực kỳ tinh tế khi lắp rất nhiều kính trong suốt xung quanh tạo độ rộng và thoáng cho ngôi biệt thự này. Ngoài ra, trước đó vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, anh trai Trường Giang còn chia sẻ rằng nam danh hài đã dành tặng một căn biệt thự riêng cho cô con gái nhỏ. Được biết bé Destiny tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã được bố tặng cho hẳn một món quà siêu khủng. Điều này cũng phần nào chứng minh được tình yêu mà diễn viên 8X dành cho tiểu công chúa. Quay lại việc bị so sánh dân tình, có thể thấy dù từ lâu được xem là đối trọng của nhau ở các sân khấu hài và phim điện ảnh, nhưng Trấn Thành và Trường Giang đều dành cho nhau sự quý mến. Cả hai không đối đầu mà luôn tiến lên bằng thực lực và tài năng, có lượng fan riêng và tạo được màu sắc cá nhân trên sân khấu.